Này thiện hiện, nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc xứ, như thật rõ biết tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn giới, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc giới như thật rõ biết tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn thức giới như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn xúc, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, như thật rõ biết tướng thật tế của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của địa giới, như thật rõ biết tướng thật tế của thủy hỏa phong không thức giới, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của vô minh, như thật rõ biết tướng thật tế của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng thật tế của bố thí ba la mật đa như thật rõ biết tướng thật tế của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của Pháp không nội, như thật rõ biết tướng thật tế của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh thì đại bổ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn